Ok, xin chào các bạn. Mình là Dũng và ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi đó là tại sao nên phải học phát âm đầu tiên trong khi mà chúng ta học ngôn ngữ. Nhiều người cho rằng là học ngôn ngữ chúng ta không cần học phát âm, chúng ta cứ học thẳng vào từ. Ok, nếu như bạn có thật nhiều thời gian, bạn có 5, 6 năm để học, 7, 8, 9 năm để học như một đứa trẻ thì bạn có thể học theo cách đó. Còn nếu như các bạn không có nhiều thời gian như vậy, các bạn cần phải học nhanh, gọn, lẹ để các bạn ứng dụng thì các bạn nhất thiết, nhất định phải học phát âm ngay từ đầu. Tại sao như vậy? Khi mà các bạn nghe một câu tiếng Anh chẳng hạn như là nói một câu như này, nếu như bạn là người mới học, I want to speak English fluently, I want to speak English fluently, thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ rối, các bạn sẽ không thể nào hiểu được. Nó là thứ nhất. Thứ hai là nếu như các bạn học từng từ như vậy, các bạn sẽ cảm thấy là bị choáng ngợp, bởi vì mỗi từ lại cách đọc nó lại khác nhau, vì các bạn chưa có một cái nhận định về âm thanh trong cái ngôn ngữ đó cả. Các bạn thấy là mỗi một từ hoàn toàn khác nhau, giống như các bạn kiểu là các bạn gặp một người nước ngoài chẳng hạn, hay hai nước ngoài chẳng hạn, thì các bạn thấy đứa nào Tây nào nó giống nhau đúng không ạ, những người nước ngoài nào giống nhau, những quốc gia khác thấy nó cứ na ná nhau, người Thái giống như kiểu người Thái, người Trung Quốc giống như kiểu Trung Quốc, kiểu kiểu như vậy. Đến khi mà các bạn phải thật sự là ở gần với người ta, các bạn bắt đầu dần dần quen với người ta thì các bạn mới 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 làm quen được, và nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu như các bạn có một công cụ, một cái phương pháp để các bạn có thể tiếp cận nhanh hơn, các bạn đó là chính là học qua phát âm. Các bạn phân tách được, phát âm chính là phân tách cái âm thanh trong ngôn ngữ đó ra thành từng những cái đơn vị nhỏ nhỏ hơn để các bạn dễ tiện hấp thụ hơn, dễ dàng hấp thụ, và dễ dàng khi mà hấp thụ trong trong cái bộ não chúng ta rồi ấy, trong con người mình rồi, thì mình có thể dễ dàng tái tạo lại được. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Dễ dàng tái tạo lại được khi chúng ta hấp thụ được. Còn nếu chúng ta không hấp thụ được, I want to speak English fluently. Do you want to speak English? Đúng không? Thì các bạn thấy rất là nhanh. Hay là một câu rất dài lòng lòng hơn, các bạn thấy rất là nhanh và nói nhanh như gió vậy. Thực ra không phải như gió vậy, mà bởi vì là các bạn sẽ va chạm ngay trực tiếp với cả một cái thứ hỗn loạn như vậy, các bạn sẽ không hiểu được. Nên nhất thiết là nếu như các bạn xác định học tiếng Anh nhanh gọn lẹ, các bạn nên nhất thiết học phát âm. Phát âm, ngoài ra trong phát âm còn có gọi là các cái phiên âm. Nếu các bạn biết đọc phiên âm thì các bạn không chỉ là chỉ bắt chước qua âm đôi tai không. Nếu bạn học phát âm không, các bạn hay là học bắt chước theo thì các bạn chỉ học bắt chước theo đôi tai thôi. Nhưng mà nếu như các bạn có học phát âm và học cả phần phiên âm nữa thì các bạn ngoài đôi tai ra còn học dùng cả đôi mắt nữa, và các bạn lại đọc được những cái danh sách từ. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Và kết hợp với cả đôi tai thì các bạn có hai thứ công cụ là mắt và tai, ứng dụng nó vào trong cái việc học ngôn ngữ sẽ nhanh hơn. Và đó là lý do các bạn nếu như bạn muốn học ngôn ngữ thì các bạn nên đầu tiên nên tập trung vào phát âm. Và đối với mình chia nó phát âm đó chính là âm điệu, không chỉ có phát âm không, liên quan là phiên âm và liên quan đến cả ngữ điệu, liên quan những từ thông dụng trong ngôn ngữ đó, thì các bạn sẽ nhanh chóng hấp thụ được ngôn ngữ đó và nhanh chóng tái tạo được ngôn ngữ đó theo cách của các bạn. Ok, và video mình sẽ dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ giúp mình cho những người đang cần học ngôn ngữ đến mức thành thạo. See you next time. See you again. Bye bye.